Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Ok, ngày hôm nay thì mở ra nó có rất là nhiều cái sự kiện anh em. Một trong những sự kiện mình muốn làm trong video này, mình muốn lưu ý với anh em, nó chính là cái sự kiện của cái con Điêu Chan á, con điêu thuyền á anh em. Một số anh em đọc sẽ nhiều khi một số anh em sẽ không 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 xem rõ và nhiều khi không để ý. Đây rất là nhiều sự kiện nha anh em. Ra dồn dập luôn nha. Còn quay cũng có nè. Đây là một trong những cái sự kiện này mình muốn lưu ý với anh em. Chính là cái này anh em cần phải phải đọc nha, chứ không là nhiều anh em lại không để ý. Thứ nhất là cái thời gian của sự kiện nó tới 2 tháng lận là 60 ngày. 60 ngày nha. Đây, mở khóa anh em đọc cái phần quy tắc nè. Mở khóa tất cả phần thưởng chuỗi để nhận chỉ huy sự thi điêu thuyền, có nghĩa là khi anh em hoàn thành tất cả những cái nhiệm vụ như thế này, đây những cái nhiệm vụ như thế này như vậy, thì nó sẽ nâng cấp cái sao này lên cấp độ 10. Khi mà tới được cái cấp độ 10 đây này, những cái nhiệm vụ là 1 2 này 3 4 5 6 7 8 9 10, khi anh em hoàn thành đủ 10 cái nhiệm vụ, anh em sẽ nhận những cái phần thưởng bổ sung như thế này. Đặc biệt là ở cấp độ 10 anh em sẽ nhận được 10 tượng của Điêu Chan, điêu thuyền. Đó là cái mình muốn lưu ý với anh em, nhiều khi anh em không đọc và anh em không để ý, không 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 thấy. Bởi vì mình thấy là rất nhiều người chơi kingdom mình không để ý cái vấn đề đó. Nó có một cái là đăng nhập 3 ngày. Với lại là đây đây, đăng nhập 7 ngày. Thì 7 ngày sau thì anh em mới làm xong cái nhiệm vụ này, bởi vì nó tính theo cái thời gian đăng nhập mà. Thì anh em sẽ có tượng Điêu Chan. Thay vì là nhiều anh em nhìn vào đây anh em không để ý và anh em nghĩ nó chỉ có những cái mốc thưởng như này mà không có tượng Điêu Chan, thì anh em lại mất công anh em mua một cái gói như thế này nhá. Hôm nay nó cũng ra rất là nhiều cái sự kiện. Đây, nó sẽ ra một cái gói này mà nhiều anh em không để ý thì sẽ mua luôn cái gói này. Nhưng mà mua cũng chả sao, ấy là mình muốn lưu ý với anh em vậy thôi. Còn thực chất nếu mà anh em mua cũng chả sao nhé, bởi vì nó cũng đang ở trong một cái sự kiện. Ồ, gói này mát cay luôn nha anh em. Nằm 4 lít rưỡi, 4 xị rưỡi. Đâu nhỉ? Đây, nó cũng đang ở trong một cái sự kiện gói ngập nạp lại như thế này. Thì anh em cũng có thể là mua cái tượng, cái gói Điêu Chan cũng được. Nếu mà anh em không thích những cái gói khác thì anh em mua gói đó cũng chả sao. Nhưng mà để tối ưu thì anh em mua gói khác cũng được. Đó là tùy theo anh em. Nhưng mà mình thấy là nên nên chia sẻ cho anh em. Ok, nó có cái gói như thế này về con Điêu Chan và cái nhiệm vụ để làm để nhận được tượng của nó. 7 ngày, tối đa là 7 ngày là anh em đã xong hết những cái nhiệm vụ và có thể nhận tượng của nó rồi. Đặc biệt là nó ra cho anh em cái bảng tên nè, khung ảnh đại diện này khá là đẹp nha. Bảng tên với khung ảnh đại diện khá là đẹp, đẹp phết đấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử triệu hồi cái con Dao Chan này. Không 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 đủ money để mua gói con lữ bố anh em ạ. Có con gì xài con đấy thôi, mình nông dân thì xài con này. Ok, hồi trước nó là 400 đúng không anh em, bây giờ nó giảm xuống 350 nhỉ, hay là mình nhớ nhầm? 150 trong 4 giây. Đây, 400 là mở khóa chuyên môn. Nhìn chung là nó cũng chỉ đi với lưới bố hoặc là để đánh man rợ thôi, chứ cũng không, mình cũng không thấy nó khả quan lắm. Ok, bây giờ mình sẽ triệu hồi nó nhé. Ok, khá là đẹp. Liên kết Dynasty Warriors 9 giới hạn.
bảo là đẹp mà tôi chả thấy đẹp gì, còn xấu cả Bodica. Ok, sau khi triệu hồi nó xong thì anh em có thể dùng cái tượng tượng trắng nè, tượng diệu huy tím nè, anh em triệu hồi cho nó được nhé, nâng cấp skill cho nó. Thế cái mình hết bà mấy cái sao tím để ốp cho nó rồi. Đây, anh em nâng cấp kêu cho nó nè. Mình thì chủ yếu là dùng con này để đánh man rợ là chính thôi anh em. Đánh man rợ là chính thôi. Chứ làm gì có lưỡi bố mà chơi. Mà ví dụ mình giờ như anh em mà có cái giới hạn về nạp à, kinh tế các kiểu thì bây giờ có mua lưỡi bố về cũng không chơi được, cũng không có khả năng để úp max skill cho nó anh em. À, 4 kill. 4 skill lên không anh em. 50% may mắn. À 45% nha, phải. 45% may mắn. Ok. Bước phát lên 4 kill nào. Yeah, 4 kill. Chủ yếu là nó để đỡ đỡ tốn cái điểm kinh nghiệm á anh em. Mình nâng vài nó đỡ tốn điểm kinh nghiệm. Bởi vì chưa có mục đích, chưa có nhu cầu chơi nó nhiều lắm thì anh em cứ nên nâng như vậy thì nó tiết kiệm được điểm kinh nghiệm nhiều lắm. Chứ không là anh em phải tốn rất là nhiều sát lên tới cấp 30 mới 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 nâng được nó tới 4 sao đó. Nên 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 nếu mà nâng như vậy thì anh em sẽ tiết kiệm được cái điểm kinh nghiệm nè. Ok, bây giờ thì mình chỉ việc úp nó mát kêu thôi. Cái kiểu giống như boss nha, nhưng mà boss người ta úp tượng cam, anh em mình đi úp tượng tím. Thôi cũng được, nó cũng có thể gọi là một lần trải nghiệm anh em. Level 10 max 4 skill con tướng ngay ngày đầu tiên ra. Ra tướng nó luôn, khác gì boss đâu. Có điều mình úp tướng khác, boss úp tướng khác thôi. Đấy, úp mà không cần phải suy nghĩ là vào kim nào luôn nè. Rất rất chi là cute for my way. Kìa thật, tôi là được 2 lần nhá. Một lần là con tướng farm là cũng úp mát kêu, ôi mát ngầu. Giờ tới phiên con tím cũng úp mát kêu. Hôm rồi nếu mà nó cho ra cái vụ mà đổi tượng tím lấy điểm tín dụng bạc thì chắc giờ này chắc không có tượng để úp mấy con này đâu. Ôi kinh, tượng mới ra mát luôn. Mưu lược móc xích, skill cuối. Vãi dự. Nó đâu rồi? Đâu rồi ta? À đây. Nhìn cái mặt này thì đẹp đúng không? Mà nhìn bên ngoài này thì không không đẹp mấy nhỉ.
đàm 4 giây. Man rợ 25%, điểm nghiệm 25%. Tấn công phòng thủ 10%. Chữa lành 500. Có lưỡi bố thì thêm một lần sau 5 giây nữa. Cái kill này giống kill con Mantida nè anh em. À cái mắt con này nè, đây nè. Đó, kiểu vậy, đỏ, vàng. Ok, mục đích là cũng chỉ đi chính hoặc là đi chính để đánh man rợ hoặc là hỗ trợ cho con lưỡi bố. Nếu không thì cũng anh em cũng có thể chơi một số con tướng mà nó không có được cái bút thủ á, có thể dùng con này kẹp chung cũng được. Nhìn chung nó cũng mình không thấy có gì đặc biệt lắm. Ok, review sơ lược cho anh em về cái nhiệm vụ để lấy tượng của điêu thuyền mà không phải mua gói. Nhiều anh em không để ý, không đọc kỹ là vội vàng mua luôn. Nhưng mà thực chất thì nếu anh em mua để chơi cái sự kiện mà nạp lại á, cái sự kiện nạp lại này nè, thì mua cũng được, nó cũng chả sao cả. Còn nếu mà anh em nào mà không chơi cái sự kiện nạp lại thì chịu khó đợi tới 7 ngày sau. Đây, cái sự kiện nạp lại đây. Thì chịu khó đợi tới 7 ngày sau anh em cũng có tượng nhá, không vì gì phải vội vàng. Nếu mà anh em không chơi cái sự kiện nạp lại thì không nên mua cái gói này làm gì cả. Còn nếu chơi sự kiện nạp lại thì đó, nó tùy anh em thôi, thích thì mua cho nhanh, không thì thôi. Thì vì đường nào mình cũng mua, không mua gói đó thì mình mua gói khác. Đó, không mua những gói trong này thì mình mua cái gói đó cũng được. Ok, chia sẻ với anh em như vậy. Nếu mà anh em thấy hay cho mình xin một like, một sub kênh để mình có động lực mình làm những video tiếp theo chia sẻ cho anh em nhé. Rồi, xin chào anh em.